Rồi, đầu video chung chào các bạn nha. Thì trên đây là một số cái mẫu hoa văn và chữ thư pháp để ốp chậu tròn. Thì nó có từ 60 cho tới 1m2. Hoa văn thì nó có những cái mẫu hoa văn cơ bản như hoa văn hồ lô, hoa văn chữ thọ, hoa văn chữ nhẫn, hoa văn thuận bùm xuôi gió và hoa văn cây tùng nha bạn. Còn bộ chữ thì nó có nhiều loại chữ như là thuận bùm xuôi gió, an khang thịnh vượng, mã đáo thành công, phúc thọ toàn gia, tấn tài tấn lộc, phát tài phát lộc nha bạn. Thì những cái chữ là dựa chữ thư pháp thì nó có hai dạng chữ, một là dạng chữ composite như thế này. Chữ này thì về dập hồ khô, mình dập ra ngày mình dập ra rất là nhiều, chọn hồ khô rồi mình dập ra như khuôn bánh ninh vậy. Còn thứ hai là loại chữ bằng silicon. Silicon thì các bạn thấy là bên trong là cái miếng silicon, bên ngoài là composite nha. Thì cái này mình về mình trộn hồ dẻo, mình lắp vô, ngày sau thì mình lấy ra là mình có cái chữ an khang dượng để dán vô chậu tròn. Thì cái chữ silicon thì cái độ sát nó rất là ôm, rất là sát, rất là đẹp, mình đỡ tốn công chiết gôn rất là nhiều đó. Mẫu chữ silicon mẫu chủ thiết kế trên cái chậu nên là chữ thì mình dán rất là ôm sát. Còn cái chất liệu silicon thì rất là dai, rất là dẻo, thì khuôn thì bên cơ sở chung đảm bảo cho các bạn, đảm bảo cho các bạn xài yên tâm đó. Thì các bạn nào mình có nhu cầu mua hoa văn hoặc là cái bộ chữ nào, các bạn liên hệ với chung qua số điện thoại là 03 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 119. Video tới đây là kết thúc. Thì cuối video chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.